Hiệp 1 của trận lượt về chung kết cúp quốc gia đã bắt đầu. Và câu lạc bộ BK Mex Bình Dương sẽ là đội bóng thi đấu bên phần sân bên phải màn hình của quý vị khán giả. Còn đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An trong trang phục truyền thống, áo vàng, quần vàng và tất vàng sẽ thi đấu bên phía trái. Đây là Phi Sơn như thường lệ vẫn sẽ thi đấu bên hành lang cánh phải của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và anh cùng với tiền vệ mang áo số 12 Hồ Khắc Ngọc chính là những người sẽ tạo ra những đường truyền cho các cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngay ở đầu trận đấu thì Phi Sơn đã có một tình huống bứt tốc và mang về cho Sông Lam Nghệ An một tình huống đá phạt ở vị trí tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An là Khắc Ngọc và Ngọc Toàn là những cầu thủ khá nhỏ con. Tình huống dứt điểm đầu tiên của Sông Lam Nghệ An và ra chân rất nhanh bằng chân trái của Olaha, bóng đi chệch khung thành. Olaha nhiều khả năng sẽ được câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gia hạn hợp đồng với những gì anh đã thể hiện ở mùa giải năm nay. Không ghi quá nhiều bàn thắng nhưng đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội bóng này. Lợi thế cho Sông Lam Nghệ An, Olaha chậm mất rồi. Cánh phải là Khắc Ngọc. Olaha quyết định chuyền bóng cho Danko Kovacevic. Khắc Ngọc. Bây giờ là Phi Sơn. Quả tạt của Phi Sơn nhưng là một quả tạt quá sâu. Khắc Ngọc. Vẫn là Khắc Ngọc. Một đường chuyền. Đánh đâu? Và đã có bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Danko Kovacevic lại một lần nữa là Danko. Anh không có duyên ở giải bóng đá vô địch quốc gia nhưng ở cúp quốc gia cầu thủ này rất có duyên ghi bàn. Bàn thắng thứ tư của Danko Kovacevic ở cúp quốc gia mùa giải năm nay và giúp Sông Lam Nghệ An mở tỷ số ở trận chung kết lượt về của cúp quốc gia. Và có thể nói là một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Danko. Một tình huống triển khai tấn công có nét của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và những khó khăn sẽ thêm chồng chất với đội bóng của huấn luyện viên Trần Bình Sự. Vẫn là Phi Sơn. Tâm lý đang lên cao và là những tình huống đi bóng quen thuộc của Phi Sơn. Danko mất bóng rồi, rất đáng tiếc. Không chỉ có những đường truyền mang tính quyết định dẫn tới các bàn thắng mà Khắc Ngọc còn thi đấu khá quyết liệt và góp công nhiều vào tính phòng ngự. Bây giờ là Phi Sơn. Thật khó để đoạt bóng trong chân của Phi Sơn. Dứt điểm. Một tình huống xử lý ngẫu hứng của Phi Sơn và sẽ có một tình huống đá phạt góc cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Phi Sơn đang thi đấu đầy cảm hứng. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Phi Sơn trong màu áo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và cầu thủ này muốn trái hết mình để có một danh hiệu vô địch 6 năm trước khi câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vô địch V-League 2011 thì Phi Sơn lúc đó mới lên đội 1. Phi Sơn đang tỏ ra rất đau và không biết là anh có thể tiếp tục trận đấu hay không. Những tiếng hô Phi Sơn đang vang lên từ các khán đài. Quả thật nếu Phi Sơn không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ là một tổn thất không nhỏ với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong việc triển khai lối chơi. Cầu thủ mang áo số 10 đã được cáng ra bên ngoài sân để các nhân viên y tế chăm sóc. Người đá phạt sẽ là Khắc Ngọc. Đội trưởng Anh Đức trong tình huống vừa rồi đã lùi về phòng ngự. Vẫn là cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một đường chuyền bằng chân trái của Khắc Ngọc. Bây giờ là Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải cũng đã có tới 4 bàn thắng ở cúp quốc gia mùa giải năm nay. Olaha. Vẫn là Olaha. Xử lý trong phạm vi hẹp. Dứt điểm. 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. 2-0 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là Phan Văn Đức. Niềm vui đã đến liên tiếp với cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Chỉ
trong vòng có 24 phút đầu tiên của trận đấu này. Phi Sơn có lẽ sẽ tiếp tục thi đấu. Cầu thủ trẻ Phan Văn Đức đã có bàn thắng thứ 3 ở cúp quốc gia mùa giải năm nay. Cầu thủ số 20 của đội thi đấu không quá nổi bật ở vị trí tiền vệ cánh trái so với Phi Sơn, nhưng Phan Văn Đức đã có rất nhiều thời điểm xuất hiện và ghi bàn như vừa rồi ở mùa giải năm nay. 4 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia và 3 bàn thắng ở cúp quốc gia là một thành tích vô cùng ấn tượng của cầu thủ trẻ năm nay 21 tuổi bên phía Sông Lam Nghệ An. Những cầu thủ được chờ đợi bên phía Sông Lam Nghệ An đều đã để lại dấu ấn. Đinh Hoàng Mắc, một tình huống phối hợp của BKMX Bình Dương. Và như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số của BKMX Bình Dương. Người ghi bàn là đội trưởng Anh Đức, cầu thủ được chờ đợi nhất. Anh Đức vừa rồi đã thoát xuống và có tình huống xử lý vượt qua sự truy cản của Nguyên Mạnh. Trận đấu vẫn còn rất dài và chúng ta chờ đợi sự cống hiến của cầu thủ hai đội. Phi Sơn lúc này đã di chuyển sang bên phía cánh trái. Tình huống tấn công của Sông Lam Nghệ An vẫn là Phi Sơn có cơ hội dứt điểm. Tình huống dứt điểm của Phi Sơn đi đúng vào vị trí mà Tuấn Trường đã chọn. Một tình huống đi bóng và dứt điểm sở trường của Phi Sơn. Khi ở bên cánh trái thì Phi Sơn sẽ đi bóng bó vào trong và tung ra những pha dứt điểm bằng chân phải. Trong những tình huống phạt góc thì ngay cả đội trưởng Anh Đức của BKM Bình Dương cũng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Vẫn là cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Một đường chuyền tốt, dứt điểm. 3-1 cho Sông Lam Nghệ An. 3-1 cho Sông Lam Nghệ An. Không hề có tình huống biệt vị. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và Phan Văn Đức cho tới lúc này là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất. Phan Văn Đức của đội Sông Lam Nghệ An ghi bàn. Những cầu thủ có duyên ghi bàn của Sông Lam Nghệ An ở cúp quốc gia là Phan Văn Đức và Đan Cô đều đã tiếp tục thể hiện cái duyên của mình ở trận chung kết lượt về này. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Quế Ngọc Hải là người có tình huống đi bóng và chuyền bóng rất chính xác cho Phan Văn Đức, không hề có tình huống việt vị. Phan Văn Đức đã thoát xuống rất nhanh. Và có thể là việc các trụ cột của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng sẽ thay đổi ý định và tiếp tục gắn bó với đội bóng. Có rất nhiều những hiệu ứng tích cực nếu Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay giành chiến thắng và có được một chiếc cúp vô địch. Ola Hà, một tình huống dứt điểm từ góc hẹp của Ola Hà, bóng đã chạm cột dọc, nhưng cũng có thể nói là vừa rồi là một tình huống mà Tấn Trường đã khép góc tốt. Và nếu bóng đi vào trong khung thành thì Tấn Trường cũng sẽ có là một tình huống cản phá. Một tình huống mà Ola Hà đã cho thấy sức mạnh và sự cán lướt của mình. Hai cánh của hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An, Đinh Hoàng đã dính chấn thương đầu gối và nghỉ thi đấu suốt một năm qua. Nhưng Đinh Hoàng sẽ có thể trở lại ở mùa giải năm sau. Thêm một tình huống dứt điểm nữa của Phan Văn Đức. Một tình huống là một đường chuyền nhiều hơn của anh dành cho Ola Hà. Nếu tính trong số những cầu thủ U23 được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tập trung đợt này thì Hoàng Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An là một trong những cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở mùa giải năm nay. Tình huống xử lý của Phi Sơn vẫn là Phi Sơn. Rất tiếc là pha dứt điểm của Phi Sơn đã đi đúng vị trí của Tấn Trường. Một bàn thắng ngày hôm nay có thể sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong sự nghiệp của Phi Sơn. Vẫn là cầu thủ Sông Lam Nghệ An, Hồ Phúc Thịnh dứt điểm. Vẫn là những tình huống dứt điểm vào đúng vị trí của thủ môn Tấn Trường. Tình huống phối hợp của Phi Sơn và Khắc Ngọc. Vẫn là Phi Sơn. Sẽ có một tình huống đá phạt và thêm một thẻ vàng cho các thủ BKM Bình Dương. Có thể thấy là Phi Sơn đã rất đau rồi, nhưng chắc chắn là anh vẫn sẽ nỗ lực thi đấu cho tới phút cuối cùng. Những dáng lấy đà rất giống với Ronaldo.
tình huống dứt điểm của Phi Sơn. Vẫn đang là các thủ Sông Lam Nghệ An. Vượt qua cầu thủ của BKM Bình Dương và thêm một bàn thắng nữa cho Sông Lam Nghệ An, 4-1 ở trận chung kết lượt về. Và có lẽ cũng không còn quá sớm nữa rồi để nói về một chiếc vô địch dành cho Sông Lam Nghệ An. Một bàn thắng của Olaha, một cầu thủ đã có rất nhiều đóng góp cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay, và một sự bình thản của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Nếu như theo dõi trận lượt đi thì chúng ta có thể thấy được những cảm xúc ăn mừng rất xúc động của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khi Sông Lam Nghệ An có hai bàn thắng trên sân của BKM Bình Dương. Ở trận lượt về là những tình huống mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng bình thản hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng là ông hiểu rằng chiếc vô địch đã ở rất gần với mình, chiếc vô địch đầu tiên trên cương vị là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tình huống phá bóng tốt của Hoàng Văn Khánh. Phi Sơn đang dồn hết những sức lực cuối cùng của mình để có những pha bóng tốt ở trận đấu này. Một đường truyền của Phi Sơn cho Khắc Ngọc. Vẫn là Khắc Ngọc. Bấm bóng đầy ý đồ nhưng Tấn Trường là một thủ môn có chiều cao tốt. Olaha, bây giờ là Phi Sơn. Một đường phối hợp. Dứt điểm. Bàn thắng nữa cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, và tới lúc này thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng mới có thể ăn mừng một cách thực sự thoải mái. Hồ Phúc Tịnh là người ghi bàn thắng. Chắc chắn là Sông Lam Nghệ An sẽ giành chức vô địch cúp quốc gia mùa giải năm nay và họ sẽ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở giải đấu này. Phi Sơn có thể sẽ không ghi bàn ở trận đấu này, nhưng những đường truyền của anh là thực sự có giá trị trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An ở cúp quốc gia mùa giải năm nay.